bố của cái lóc này. Cái lóc ẩn. Mà con nữa, còn một con nữa. Mọi người thấy con này giả kêu không? Cái càng của nó nè. Ủa, con nhỏ nữa. Đây chắc. Ở trong một cái hang luôn mọi người. Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sang hôm nay thì Sang với mấy đứa, mấy anh em Sang á thì đang có mặt ở trên đồng ruộng ở chỗ Sang mọi người. Và mọi người xem cái đồng ruộng vào mùa này nè. Cách đây 2 tuần trước á thì Sang với mấy đứa có thực hiện một cái thử thách là bắt cá sinh tồn ở trên đồng ruộng. Thì lúc đó là cái khu vực chỗ này á nó ngập hết trong nước lũ luôn. Và mấy đứa nó lội chỗ kia kìa, nước nó ngập tới ngực luôn mọi người. Nhưng mà bây giờ thì nước lũ cũng đã rút đi hết rồi. Và sau khi nước lũ rút đi á thì những con cua, con cá nó mắc kẹt lại những cái vũng nước á, rất là nhiều luôn mọi người. Nên sáng hôm nay á, thì Sang rủ mấy đứa ở đây cầm theo một cái thùng mốt. Mình sẽ thực hiện một cái thử thách sinh tồn bằng tay không nha mấy đứa. Mình sẽ đi bắt thu hoạch những cái con cá nào mà nó mắc kẹt lại trên ruộng á. Những cái con nào mà ăn được á, thì Sang với mấy đứa sẽ bắt. Để bắt được cua, ốc, cá thì Sang với mấy đứa phải di chuyển tới một cái đoạn trũng phía dưới kia mọi người. Cái chỗ đó là khi nước sông nó dâng lên á và nó rút đi, nó vẫn còn giữ lại rất là nhiều nước phía trên đó. Và cua, ốc, cá này kia theo như Sang nghĩ khu vực đó nó sẽ có nhiều. Nên giờ thì mấy anh em Sang phải di chuyển theo cái đường này đi xuống kia. Thôi đi mấy đứa ơi, tranh thủ ngày hôm nay thì Sang với mấy đứa sẽ cố gắng là kiếm đầy đủ đồ ăn để mà ăn trong ngày hôm nay nha. Như mấy đứa vừa mới di chuyển ra một cái vùng trũng. Ở đây là một cái đầm lầy sen nha mọi người. Mọi người thấy những cái cọng sen nó bị khô ở đây không? Do là mùa nước lũ á dâng lên cao quá, những cái sen nó bị ngập trong nước. Và khi nước lũ rút đi thì mấy cái sen này sẽ bị chết. Nhưng mà cái khu này giống như là một cái lồng chảo vậy đó. Nguyên một cái khu ruộng cho sen, khi mà nước rút đi hết á, khu này nó vẫn còn nước cho nó sâu nhất ở đây. Nên cái khu vực này sẽ có rất nhiều cá nha mấy đứa. Mọi người có thể là nghe được tiếng cá quậy ở xung quanh sen không? Rất là nhiều luôn, dạng như là nó tập trung hết về đây luôn á. Nhưng mà muốn mò được cá ở đây á thì chỗ trống như thế này mình không có mò được nha mấy đứa. Mà Sang với mấy đứa phải đi tới cái những cái bờ kia kìa, nó có một cái mương, mình sẽ mò cặp theo cái mương đó dài đi thì mới bắt được con cá nha. Còn những cái chỗ như thế này thì mình có thể là giăng lưới hoặc câu thôi. Còn hôm nay thì mấy anh em Sang sinh tồn bằng tay không á, nên phải tự bắt cá bằng tay không này kia, nó phải đi vào trong mương. Thôi đi mấy đứa. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm một cái mương mọi người. Mình sẽ mò cặp theo mương nha. Còn ở phía trên ruộng này thì không bắt được nó đâu. Đi tới đây thì phát hiện có một cái tay lưới của A Văn nè mọi người. Mọi người thấy dính cá không? Con cá này là con cá mày hoa nha. Đây này, ở trên ruộng mà vẫn có cá mày hoa nó dính nè mọi người thấy không? Mà mày hoa nhỏ dạng như là người ta mới thả đó. Xong nước lũ dâng lên á, nó bị ngập mấy cái ao á. Mấy con cá này thoát ra. Sang dở lên xem thử á. Đây, đây một con mèo hoa nữa nè. Còn là cái mèo hoa thôi mọi người. Nhiều lắm luôn á, đây nè. Rau kiến nhỏ. Rau kiến. Quá trời luôn. Kiếm con gì? Rô phi. Mèo hoa. Ui mèo hoa nhiều lắm. Đây là con cá mèo hoa mọi người thấy không? Có một cỡ thôi. Mà nhiều cực kỳ luôn. Này chắc là dưới sông nó lên. Con gì xìu móc kìa. Ui cái mùi nữa nè. Dạng như là trong ao người ta ra hay sao? Con cá gì bự nè. Cái kê. Đây lưới của người ta dính vào con cá kê bự luôn nè. Cả giờ thì Sang với mấy đứa vừa mới di chuyển tới một cái đoạn. Ở đây có một cái mương mọi người. Giờ thì mấy anh em Sang sẽ mò cá theo cái mương cái này nha. Giờ thì mò chủ yếu là mình mò trong hang thôi, chứ mò ở ngoài thì Sang nghĩ là không có, không bắt được mọi người, tại vì nước mênh mông quá. Mình cứ mò theo cặp bờ hang nha. Ốc đắng quá trời luôn ha. Ốc đắng hả? Ừ đúng rồi, ốc đắng trên cây sậy. Ô cá nó chạy nó tông anh nè. Quang rồi. Ở đây Sang bắt được một con cá phi mọi người. Nó nằm trong hang nha.
rất là dễ bắt luôn. Mình cứ lùa cái chân cho nó vô hang á là mình sẽ bắt được nha. Rồi, con cá phi này thì là con cá đầu tiên bằng bàn tay đó. Cá phi bự luôn nha. Rồi, cho miếng nước vô đi. Rồi, Giang sẽ quay cho mọi người, còn sang với ba đứa kia xem nào. Mấy đứa kiếm hang á. Dạ. Nó nằm trong hang không à? Dạ. Dính mồm với nó nha. Dạ. Ui, con chim chép nè. Đấy. Ui. Một con trai xong. Đây nghe ta. Vừa bắt hết nha. Giờ là cái gì ba mà ăn được thì sang với mấy đứa sẽ bắt nha mọi người. Ở đây sẽ phát hiện có một cái hang mọi người. Giờ sẽ cho dảnh mò nha. Giờ là cứ phát hiện cái hang nào là hang đó có cá thôi. Không biết cái gì. Cái gì? Cá lóc kiến. Cá lóc kiến à? U bự. Kiến ở đây dảnh bắt được một con cá lóc kiến mọi người. Con này là không bự mấy. Vừa vô. Sao anh cầm cái đuôi? Mới đầu lặn anh thọt cái chân vô anh đụng cái đuôi. Dạ. Sao tưởng nó là cà phê không á? Một con chim chép là ra Tâm ơi. Đây sao bắt được một con chim chép nhỏ nữa. Rồi cho chim sâu luôn nha. Bắt được cá lóc luôn nè. Ở đây sẽ đạp được một cá lóc nhỏ mọi người. Ê, cho qua kia đi. Sình nhiều lắm. Đây phải tọc tay xuống nước. Có cá không chứ? Không. Đường dây cái. Dạ. Vậy đó đó. Con này. Tôm. Ở đây sao bắt được một con tôm mọi người. Nó nằm trong hang nha. Đây là một con tôm càng xanh nha. Mọi người thấy con tôm này không? To bằng ngón tay cái của Sang. Thường thì ở chỗ Sang á, ở phía ngoài kia nó có một con sông, mùa nước lũ dâng lên á là những con tôm, những con cá nó sẽ từ sông nó vào mọi người. Khi mà nước lũ rút đi á nó sẽ mắc kẹt lại ở những cái bờ sông luôn, những cái bờ kênh luôn. Nên cái con này sẽ bị mắc kẹt ở đây nha. Giờ cho con này vô trong ấy nha. Đây là con tôm đầu tiên, nhỏ à. Mấy mùa năm trước thì Sang với mấy đứa bắt được mấy con to lắm. Cứ mò đi mấy đứa. Dạ. Nó nằm trong hang nha mọi người. Cái khúc này nước bắt đầu sâu sâu rồi mọi người. Cái hang tôm thì rất là dễ nhận biết nha. Tại vì khi mình thọt tay vào là những cái con này nó sẽ tự động chạy ra, nó kẹp cái tay mình luôn. Mình chỉ cần để cái tay trước miệng hang đó thôi là nó sẽ kẹp tay mình luôn á. Đây Dảnh lại tiếp tục phát hiện một hang tôm mọi người. Dảnh nó bảo là nó để tay lên miệng hang á, nó chạy ra nó kẹp. Giờ thì Dảnh sẽ bắt con này nha. Rồi Dảnh bắt đi. Vô mánh mọi người ơi, Sang với mấy đứa mới mò có một đoạn à. Mình phát hiện hai con tôm, hai hang tôm luôn. Được chưa? Được Dảnh sao? Ui, yeah, bự luôn. Ở đây Dảnh bắt được một con tôm bự luôn mọi người. Mọi người xem con tôm này nè. Đuôi nha. Mọi người thấy đuôi không? Đuôi này. Càng này. Nhiều người thì cứ bảo là Sang với mấy đứa cứ mua tôm bỏ vào trong hang xong mà quay, nhưng mà thật ra ở chỗ Sang á, cứ sau mùa nước lũ á, những con tôm này từ sông nó sẽ vào nha mọi người. Vào nhiều lắm. Đây, đây này, mọi người xem nó búng nè. Không có một chút gì cày bớt luôn nha. Dạ. Tại vì đây là tôm tự nhiên nha mọi người. Rồi cho luôn. Hai con. Yeah. Được một con cá kiến rồi. Một con hả? Đúng không? Dạ. Đây, một con nữa mọi người. Nó sao ốm vậy ta? Mùa này sao cá lóc kiến nó ốm, nó dài dài không mọi người, nó không to nha. Dạ. Bắt luôn. Đây một hang nữa. Dánh quay anh mò hang này dánh. Quay coi cầm coi. Hang này bự lắm nè. Cá lóc, một con cá lóc.
ở đây sao bò được một con cá lóc mọi người, nó ở trong cái hang nha. Dạ, yeah, hai con cá lóc rồi. Cái này Minh cẩn thận nha, để nó nhảy ra Minh. Dạ. Cá lóc là nó sẽ nhảy ra khỏi cái xô mọi người. Vậy 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 cầm đi. Anh bò. Ủa, con cá lóc nè. Cá lóc ở đó sao? Ở đây Sang bắt được một con cá lóc mọi người. Hai con, cái xô đâu, cái xô đâu? Quá đã không cá lóc luôn. Mình đưa thùng mất mình. Đưa thùng mất. Nó tông đu rột cái dưới đó luôn. Hai con. Thằng này có con chim chép mà tao. Cái này mình mò kỹ một chút mọi người. Khi mà mình gặp hang mình lấy hai tay mình bịt lại. Tại vì cá lóc ở đây nhiều quá, nhưng mà có cái là mình đụng nó là nó phóng ra khỏi hang. Đâu rồi? Được chưa? Được rồi nha. Được rồi. Ở đây dành bắt được một con tôm mọi người. Ui con này to nhất nãy giờ. Nó kẹp ăn. Cái càng bén lắm. Đây. Sao? Ôi buồn. Ở đây dành bắt được một con tôm mọi người. Mọi người xem con tôm này nè. Nhìn đã không? Con này là con thứ ba nha mọi người. Cái càng của nó như vậy nè. Không biết con loại này là được cá nha. Dạ. Anh thấy con này cũng có càng thì phải. Rồi ba con. Ba con với hai con cá lóc. Đèn cá lóc này mới bắt này, dẫn bắt được một con tôm, hai con tôm hả? Bỏ ra mấy cái dép đi. Ui, ra ngoài rồi. Ui, cá lóc này nhảy. Sao tính bỏ cái dép ra để lá cây lên mọi người nha, giờ bỏ cái dép ra con cá lóc nhảy luôn. Bè nó muốn bỏ lên đi. Bè nó muốn bỏ lên đi. Đô dẫn bắt được con gì? Chắc con cá lóc á. Cho đô lại không á? Đúng em. Con tôm. Tôm đúng không? Dạ. Tôm với con gì? Con tôm. Ở đây sao bắt được một con tôm mọi người? Với lại con gì? Con cá. Trong một hang luôn mọi người mà Sang bắt được ở đây một con tôm với lại một con cá lóc luôn nha. Dạ. Vô. Bự hơn bằng con dánh không ta? Dạ bằng á. Bằng con dánh nãy đúng không? Dạ. Càng bén lắm. Đã luôn mọi người. Được 4 con. Mò bên kia đi, dăng mò bên kia đi, anh mò bên đây. 4 con tôm rồi đó. Có rồi dạ. Giờ đố lại bắt được cái gì? Con tôm á. Ở đây sẽ bắt lại cá lóc luôn mọi người. Đây. Nhăn. Bỏ lá lên chưa? Dạ rồi. Để nó nhảy hết. Nhăn quay đi cho rảnh mò chỗ này nhiều cá lắm. Dạ. Anh thọt cứ có hang là anh thọt vô là có tôm có cá. Đây dạ. Nhiều lắm, nhiều cá lắm, nhiều tôm lắm. Ở trên này sẽ phát hiện có một cái hang tôm nè mọi người. Sẽ thọt tay vô nó kẹp sang nha. Giờ sẽ bắt lên cho mọi người xem này. Dạ. Tôm bự. Đây sao bắt được một con tôm bự luôn mọi người. Dạ. Mà con nữa, còn một con nữa. Mọi người thấy con này giả kêu không? Cái càng của nó nè. Nè, cầm cho anh đi. Cầm. Nè, cầm con này nha. Cái hàng này có hai con luôn. Con bự. Con nhỏ. Đây là chặt. Dạ. Ở trong một cái hang luôn mọi người. Sao bắt được hai con một lúc luôn nha. Ở đây là hai con tôm mà Sang với mấy đứa vừa bắt được rồi mọi người. Một con á thì to, một con thì nhỏ nha. Hai con này dạng như là một cặp, một được một cái luôn á. Rồi, cho vô trong xô luôn nha. Nãy giờ thì Sang với mấy đứa mò được 6-7 con rồi mọi người. Nó cứ ở cặp theo bờ thôi nha. Dạ. Nhanh mò bên kia đi, mấy đứa mò bên kia đi, chia ra mò hai bên trở về. Ở đây sao bắt được một con chim chép bự luôn mọi người. Một con trai sông nha. Con này rất là to luôn. Ê, xô đây. Em bắt con nhỏ. Nhỏ đây hả? Nhiều lắm. Cái này là do Sang với mấy đứa cứ mò ở cái bờ.
có không vậy? Nên không có thấy nhiều con chim chép này. Nếu mà mò ở ở giữa nha, ở giữa lòng suối thì nhiều lắm rồi. Mấy con tôm này thì được không? Được không? Dạ được anh. Được. Ui. Ừ. Vừa 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 vừa. Dạ. Ở đây rồi, dành bắt được một con tôm vừa vừa mọi người. Con này thì mọi người xem đã kia không? Cái loại này thì nó kẹp rất là đau nha mọi người, cẩn thận nha. Nhìn cái càng đó này. Dạ. À, nó búng dữ thiệt. Dạ. Dạ. Ủa, cái... nó kẹp. Cái chân nó đâm đau vậy luôn ha. Đúng tan luôn. Thêm một con nữa, bự nhất từ nãy giờ luôn á. À, nhỏ hơn con anh nãy đúng không? Đúng rồi. Con có sang bự hơn. Rồi thêm một con nữa. Giờ sao? Nó nằm theo bụi sậy nha. Nãy giờ sang đụng mà không bắt được. Cái con nào mà nó chui vô trong hang á mình mới bắt được nha. Còn con nào mà nó nằm ở ngoài bụi sậy á thì rất khó bắt luôn. Nó cứ nằm ở ngoài bụi sậy thôi mọi người. Cái chỗ này dạng như là cái chỗ yêu thích của tụi nó vậy đó. Vậy là nay mấy con này, 6-7 con rồi đúng không? Này sang với mấy đứa dạng như là trúng mánh tôm rồi. À, ở hang chỗ này sang đi quẹt tay đụng được một con tôm mọi người. Dạ. Quá dễ luôn mà tôm nhỏ xíu. Cái tôm này nhỏ mọi người. Đây này. Đây là một con tôm tràng xanh mini nha. Dạ. Nhưng mà cỡ mà cỡ này là bắt được rồi. Mọi người thấy nó cái con này dễ thương. Đây này. Nhìn nó trong phía trong luôn, cái càng này chưa kịp xanh nha, do nó nhỏ quá mọi người. Cái này thì theo như Sang nghĩ là khoảng tầm 1-2 tháng nữa nó sẽ to lên. Rồi, cho vô xô luôn. Cái này là không phải là con nào cũng trong hang nha mọi người. Mình mò dưới sát cái bờ sình cũng có nữa. Sang với mấy đứa đi mò từ sáng tới giờ ở khu này mọi người. Thành quả thu lại được ở đây á thì mọi người xem này. Trên tay của Dảnh á, ở đây là cầm hai con tôm. Tâm á thì cầm một con nha. Còn Minh á thì cầm ba con chim chép. Trong xô nè, trong đây á thì có rất nhiều cá lóc rồi cá lau kiến này kia. Nhưng mà đặc biệt hơn là trên tay của Sang đây này. Sang cầm ở đây là 4 con tôm luôn nha. 3 con nhỏ nhỏ với lại là 1 con to. Trong xô đây là còn 4-5 con nhỏ nó sao cầm ra. Thành quả của ngày hôm nay á dạng như là Sang với mấy đứa trúng mánh luôn mọi người. Là cứ thọt cái hang nào á là cũng đụng tôm hết cả. Rất là nhiều tôm luôn. À, nhưng mà nãy giờ mò ở khu này á thì có một chú kia chèo sườn lên bảo á, là mấy anh em Sang mò như vậy á quần cái sình nó trôi lên nhiều quá. À, trôi xuống dưới đó nó bị nghẹt cái mấy cái vớn ở phía dưới mọi người, nên chú bảo là dời ra chỗ khác để mò. Nhưng có lẽ là mấy anh em Sang tổng kết thành quả chỗ này và đi ra sông mò nha mấy đứa. Dạ. À, chú bảo là ở ngoài sông nhiều tôm hơn, mò nhiều hơn, nên thôi xe cũng không mò được chỗ này nữa nha. Rồi cho vô trong đây mọi người xem này, đã không? Cái loại này là tôm nước ngọt, tôm ngàn xanh nha mọi người. Rồi cho vô trong xô. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ đi ra con sông to ngoài kia luôn. Mình sẽ mò ở ngoài đó cho đã nha mọi người. Còn cái chỗ này thì người ta đặt vớn phía dưới á. Mình mò như vậy mình quọn cái sình lên á, nó bị nghẹt vớn, người ta không thoát nước được á, nên không mò được, ảnh hưởng tới người khác á mọi người. Thôi đi, cầm dép đi. Cái đoạn Sang với mấy đứa mò cá thì ở trong kia mọi người. Ra khúc này á là một khúc sông lớn nha. Giờ thì mình không mò cá ở trong ruộng nữa, mà Sang với mấy đứa sẽ mò cá ở dưới sông nha mọi người. À, sông này á thì mọi người thấy phía sau lên sao nước nó chảy nha, nên giờ thì hai đứa nhỏ sẽ kéo thùng mốt cặp bờ nha. Dạ, không có xuống tại vì sẽ sợ mấy đứa bơi không nổi mọi người. Còn Sang với Dảnh với Văn á sẽ là người mò cá lau kiến ở khúc này. Dảnh vừa mới mò một tí xíu thôi mà được ở đây vòng cá lau kiến này. Rồi cho vô luôn. Rồi giờ ba anh em sẽ mò nha. Hai đứa kéo thùng mốt nha. Dạ. Nhiều lắm mọi người, hang đặc luôn, không giống như là ở trong ruộng, nhưng mà chỗ này nước hơi chảy một chút. Mấy đứa nó lặn xuống nó mò này. Con không con. Cầm đi anh mò cho. Văn nhà sẽ quay rồi sang mò. Bơi lên không nổi luôn, nước chảy quá. Cái này là sẽ đi cặp bờ thôi nha mọi người, chứ đi ra ngoài kia nước sâu lắm. Có trứng hả? Có trứng hả? Dạ. Đây Dảnh mò được một cây chùm trứng cá lau kiến nè mọi người. Cái cá lau kiến này đặt hỏm trên TikTok á. Có một bé gái 13 tuổi ăn cái trứng này nè. Người ta bảo là ăn trứng này bị chết, nhưng mà thật ra thì ở dưới quê Sang cũng đã một vài lần ăn trứng này rồi nha. Nó hơi cứng, nó hơi nhảm một chút thôi, nó không ngon. Ủa trứng này có cá nè. Hả? Có cá hả? Nhưng mà Sang ăn một vài lần rồi. Không biết là như thế nào. Ủa hai chùm luôn hả? Dạ. Nhưng mà sau vụ việc đó giờ thì Sang lại không dám ăn nữa mọi người. Bắt được cô nhăn. Được không? Trứng lau kiến hả? Dạ. Nè. Đây một con, nó nhỏ quá. Con này nhỏ quá, thả đi ha. Dạ. À con này Văn vừa mới bắt nhỏ quá. Cái này chắc bỏ đi ha. Cái lau kiến này giờ Sang cho ăn. Cầm để một hồi chụp mấy tấm hình. Văn cầm đi, Văn quay.
nước chảy lắm nha mọi người. Sao nó ở ngoài con hang không ta? Cho vô xôi vậy nè. Nó ở ngoài không à, nó không có vô hang nha. Một con. Ở đây sẽ bắt được một con cá đầu kiến đó mọi người. Nhiều lắm nhưng mà nó ở phía ngoài miệng hang á, nên khó bắt. Kiến này, cá đầu kiến này. Hai con rồi. Như mấy đứa mò chưa được tới 10 phút đồng hồ mọi người, thành quả được bao nhiêu đây? Con cá đầu kiến này trên tay Sang thì cầm 4 con, Văn thì cầm 4 con, Dảnh thì cầm 3 con, Minh thì cầm 2 con. Tổng cộng ở đây là được mười mấy con luôn mọi người. Dạ. Rất nhiều luôn, nhưng mà nó lại không to. Dạng như là cái mấy cái con này á, nó mới theo mùa nước lũ nó về đây á, nên nó chỉ tầm này thôi nha. Nhưng mà tầm này thì có thịt rồi, cũng đủ để ăn rồi nha. À, nên giờ thì cho vô xô đi. Dạ. Mình sẽ leo lên cái cây kia mình tắm rửa nha mấy đứa. Dạ. Tắm rửa cho sạch sẽ xong rồi có lẽ là Sang với mấy đứa sẽ đi kiếm một cái chỗ nào đó. Mình sẽ nướng tôm, nướng cá lau kiến. Thành quả của ngày hôm nay mình thu lại được á, để mà ăn nha mọi người. Giờ tắm cái đã. Wow, cá lau kiến này, nhìn nhiều ghê không? Quá trời luôn mà không có to thôi. Chắc 1 tháng nữa ra mò chắc nhiều lắm á. 2, 3. Ui, lên đây đi. 2, 3. Ở cặp bờ sông ở chỗ này mọi người, nó có một cái gốc cây. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ nhảy xuống dưới sông, từ cái cây này nhảy xuống để tắm sông nha. Mình nhảy dưới thôi, đừng nhảy cao quá nha. Sang với đứa mới bò cáo tí xíu à, giờ tự nhiên giờ trời gió rất là to nha. Lên khỏi mặt nước lạnh, sao nhìn thấy ghê quá ta. Đây này, mà cảm giác nó ghê quá. Hả, thấp à? Không dám nhảy. Nhìn cảm giác nó ghê quá. Trời mưa luôn rồi. Mà ở dưới nước nó đỡ lạnh ha. Dạ. Ở dưới nước nó đỡ lạnh, ở lên trên bờ gió thổi lạnh lắm mọi người. Giờ có lẽ Sang với mấy đứa sẽ ở dưới nước thôi, ở dưới nước để mà tắm mưa. Mọi người đi ra ngoài ruộng này á, nếu như mà gặp mưa mà mình không muốn dính nước mưa để bệnh đó mọi người, thì mình cứ xuống sông nha. Kiểu này á là lúc Sang còn nhỏ, nếu mà đi mò cá mò cua gặp mưa toàn là xuống sông nước mưa như thế này này, như vậy á thì nó không bị lạnh nha. Còn nếu mà đứng trên bờ kia á thì sẽ rất là lạnh luôn, vừa dính nước mưa mà vừa bị gió thổi á. Sang nấp mưa dưới sông thì tự nhiên mò được một con cá lau kiến này, mọi người xem đây, to không? Con cá lau kiến này khổng lồ luôn này. Nó nằm ở dưới cái hang, dưới gốc cây luôn nha mọi người. Cái này thì Minh mò được. Cái con này theo như Sang nghĩ là phải trên nửa ký nha. Nhìn to lắm, đã lắm. Giờ thì Sang với mấy đứa cứ ngồi dưới gốc cây để nấp mưa thôi. Khi nào mà qua mưa thì mình mới đi kiếm một cái chỗ nào đó để nướng cá. Chứ giờ thì mưa như thế này lạnh lắm mọi người. Lên khỏi mặt nước là lạnh lắm. Còn cứ dưới nước là không bao giờ lạnh. Mò cá lau kiến hả? Mấy đứa bây giờ thì nó sẽ đi mò cá lau kiến lúc trời mưa luôn mọi người. Đây, nước mưa này. Mưa không to nhưng mà gió thổi á nên lạnh lắm. Cầm cái chân, cầm cái chân, cầm cái chân, cầm cái chân. Sang với mấy đứa đi bơi mọi người, thì mấy anh em Sang phát hiện là có một con vịt lạc nha, nên mấy đứa rủ Sang dí. Thì dí tới đoạn này, ơi nó cắn anh, cầm cái đầu lại, nó cắn anh. Ừ, Sang với mấy đứa dí tới đoạn này thì bắt được nó nha mọi người. Đây là một con vịt lạc này. Rồi, con vịt này là con vịt sim nha, không phải là vịt vịt trứng nha mọi người. Thì làm thế nào để mình biết vịt nào là vịt lạc thì mọi người xem này. Ở đây là giữa cái đồng trống, không có bất cứ một cái nhà nào hết cả. Nhìn xung quanh đây á, là không có nhà cũng như là không có ai nuôi vịt ở trên đây nha. Mà tự nhiên có một con vịt ở trên đồng á, gọi là vịt lạc. Những con vịt này thường là người ta nuôi theo bầy ở trên ruộng á, xong người ta lùa gần cả mấy ngàn con đi một lúc á, sẽ có một hai con nó sẽ lạc ra khỏi bầy và nó không biết đường về cái chỗ nó ở, gọi là vịt lạc. Và những cái con này nếu mà mọi người gặp ngoài đồng á, mọi người cứ bắt thoải mái, người ta cũng sẽ không có nói gì hết cả mọi người, tại vì nó bị lạc ra khỏi bầy rồi, mọi người cũng không biết nó là chủ nó là ai. Hoặc là những cái con này nè,
Còn này là dịch sim nha, cái loại này thì bay rất là ghê. Theo như Sang nghĩ là nó sẽ bay từ ở một cái chỗ khác tới á. Nó tới cái đoạn này thì Sang yếu phát hiện và dí kịp nha. Yeah. Vừa có dịch ăn mà lại vừa có tôm này kia. Hôm nay nói chung là mấy nay Sang bội thu rồi. Đang tắm thôi á, đi đi đi. Dí con dịch này tận tới dưới kia mà Sang không kịp quay. Tới cái đoạn này thì bắt được rồi. Người Sang với đứa xem này. Đâu đâu, cầm dịch cho anh coi. Đây là con dịch mà rảnh mà người bắt được nha mọi người. Đây. Thôi cầm con này về nha. Đây đây. Cầm vậy. Tao cầm cái cánh này về coi chừng gãy cánh á. Thôi, giờ Sang với đứa ra xong tắm rửa lại. Rồi kiếm một cái chỗ nào đó mình nướng mấy con tôm nha. Giờ là 2 giờ chiều thì trời vừa mới tạnh mưa nha mọi người. Nên Sang với mấy đứa vừa mới kiếm được ở đây một cái tảng đá. Nó nằm ở giữa cái khu ruộng sen luôn. Giờ thì có lẽ là mấy anh em Sang sẽ tổng kết thành quả ngày hôm nay, xong rồi nhúm một cái đống lửa trên tảng đá này để mà nướng mấy con này ăn nha. Tại vì sáng giờ Sang với đứa chưa ăn gì cũng khá là đói bụng rồi mọi người. Thành quả của ngày hôm nay thì đầu tiên là bắt được, mấy anh em Sang bắt được một con dịch. Cái con này là dịch lạc nha mọi người, không phải là ăn cắp của ai đâu. Nhưng mà cái con này thì Sang với mấy đứa sẽ không ăn như mấy đứa. Dạ. Mà bắt Sang với mấy đứa để ở đây thôi, cho mấy đứa nó đem về nhà nó nuôi. Tại vì cũng không biết thứ hai của ai. Thứ hai là ở đây là được rất là nhiều cá lau kiến luôn. Có dảnh kéo cái đầu qua đi. Đậu ra. Ôi nhiều lắm. Ui có chuyện chạy xuống, có chuyện chạy xuống. Mấy đứa bắt được 15 con cá lau kiến nha mọi người. Mới đầu thì chỉ có 13 con thôi. Nhưng mà lúc mà bơi á, thì Sang với mấy đứa bắt được thêm mấy con to nữa. Con này rất là to luôn nè. To hơn cả cái bắp tay của Sang luôn. Một con này thì bằng 3-4 con kia luôn. Rồi bỏ xuống đây. Bên đây thì mấy anh em Sang còn mò được tôm nữa nè mọi người. Ở đây thì được rất là nhiều tôm luôn. Nhưng mà con tôm nãy giờ Sang rộng ở trong cái thùng này thì nó cũng ché rồi. Đây, đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ủa, con này còn sống luôn nè. Con này vẫn còn sống luôn mọi người. 7, tại vì do bắt từ sáng giờ luôn á. 8, 9, 10, 11. Ôi, mấy con tôm nhỏ 12, 13, 14, 15 con. Tổng cộng là 15 con tôm nha mọi người. Trong đó có mấy con tôm nhỏ. Có con tôm nào lớn nhất đâu ta? Con này đúng không? Dạ. Đây là con tôm lớn nhất mà Dảnh bắt được nè mọi người. À, Sang bắt được trong cái hang chứ. Một cặp đấy. À, tổng cộng là 15 con tôm với 15 con cá, một con vịt với lại là chém chép này kia. Nhiều đây thì cũng đủ cho Sang với mấy đứa làm một cái bữa nướng ngon này nha. Bây giờ cho hết cái này vô trong xô đi mấy đứa. Dạ. Cho hết vô trong xô đi. Sang với mấy đứa sẽ đi quơ củi, đốt một đống lửa ngay cái lỗ đá chỗ này. Rồi mình sẽ bắt đầu nướng mấy con này để ăn nha mọi người. Chứ giờ thì Sang với đứa ai cũng đói hết rồi. Trời, phía trên thì đang cũng chuẩn bị chuyển mưa tiếp này. Nha, bỏ vô luôn đi. Bỏ hết cái lô kiến vô. Ở trên ruộng này á, nhìn rất là bình yên luôn mọi người. Ở xa xa kia thì có mấy chú đang chèo xuồng đi chích cá nè. Còn giờ thì Sang với mấy đứa sẽ nướng mấy cái con, mấy con cá mà ngày hôm nay mình kiếm được nha. Đó, vừa mới đốt được một đống củi đây rồi. Mấy đứa xếp con cá cho ra theo hàng đi. Xếp xếp đi. Còn đây là tôm. Tôm thì anh cho nướng bên đây nha. Đó, tôm nướng mọi luôn nha mọi người. Cứ đặt lên đây thôi. Ui, mới đặt vô nó đổi màu luôn rồi kìa. Đây đây, cơ tôm mà Sang vừa mới đặt vô đã đổi màu rồi. Minh. Đó, tôm nướng mọi nha. Cho vô luôn đi Minh. Con nào bún cứng ai gian lửa đấy. Hôm nay là một ngày dạng như là trúng ổ với lại bội thu của Sang với mấy đứa luôn mọi người. Mới đầu thì mò trúng ổ tôm, xong lúc mà tắm xong thì mò trúng ổ lau kiến nha. Lau kiến nhiều lắm, là nhiều luôn. Đi ra ruộng mùa này thì đâu sợ đói đâu ha. Cái này mà khoảng tầm 3 tuần nữa khi mà nước rút đi á, Sang với mấy đứa còn mò được rất là nhiều cá này kia nữa, giống như mấy đợt trước ha. Cá phi mà nó ngẹt trên ruộng sen luôn mọi người. Không biết là năm nay có hay không, tại vì ở trên đây nhiều người kích điện quá. Sao không biết là còn hay không. Nhưng mà mấy năm trước đó, khi mà nước rút xuống đó, là nhiều cá lắm. Rồi chở chở tôm nha, không lỡ khét á. Đây tôm mới đặt một tí xíu thôi mọi người thấy đổi màu không. Một cá lau kiến nướng thơm ha. Như tôm này nó vàng thẹn. Mấy đứa chở tôm đi, mỗi đứa mấy con chở chở cho đều đều.
nãy giờ chưa tới 5 phút đâu mọi người. À, mọi người xem nè, nó đổi màu sang hết màu vàng rồi nha, nhìn rất là đẹp luôn. Tôm này thì sang với mấy đứa cứ nướng mồi thôi, không biết làm món gì khác. Tại vì ra ngoài ruộng nè, cứ nướng như vậy á, chấm với mưa hết là ngon nhất. Ừ, xếp xếp như dãnh này, cái này nó vàng thôi chứ chưa chín đâu dãnh này. Tức chỉ đổi màu vỏ thôi, anh nghĩ phía trong cũng chưa chín đâu. Cứ xếp xếp lên trên cái con cá lô kiến này, nó rụng râu rụng đồ hết ha. Dạ. Đấy, xếp lên như vậy thôi mà hồi ăn là ngon. Ồ, nóng quá. À, tôm thì mình chở nhưng mà cá lau kiến thì khỏi còn phải chở nha mọi người. Cá lau kiến thì cứ để cho nó cháy hết cái vỏ luôn, là một hồi nó khô phía trong ăn đỡ tanh. Còn nếu mà mọi người nướng mà nó còn ướt á, là ăn một hồi sẽ rất là tanh luôn nha. Nên cứ nướng như mấy đứa này, cứ để con cá lau kiến úp xuống cho nó xèo xèo kệ đó. Quá wow, nóng. Đây đây đây, ui phỏng tay luôn. Nó như vậy nè, chín hết rồi. Thôi cầm lên kia đi Minh ơi. Nóng á, cầm cái càng lên thôi. Giờ mấy con nào chín thì sẽ cho lên cái cây chỗ này nha. Ở đây thì nó không có cái lá gì hết để làm cái bàn á, nên để lên hai cái cây này, mọi người thông cảm nha. Cầm cầm hết tôm lên đây mấy đứa. Để chở cá lau kiến, không là trời đổ mưa tiếp á. Còn à, nóng quá. Nóng hổi luôn, thâm lưng luôn mọi người. Đó. Nguyên một mớ tôm đây luôn này. Hôm nay sang như đứa bội thu rồi. Thôi chở cá lau kiến vậy này. Giờ thì mình lo tới mấy con cá lau kiến nha. Quá wow, nóng lắm. Thấy cá lau kiến mình nướng một bề xong rồi khi nào mới khô hết á, mình nướng tiếp bề tiếp. Tiếp theo, tới cây chở đi. Con to này chắc anh nghĩ lâu lắm mới chín. Thì sao như mấy đứa nướng cũng đã chín rồi nha mọi người. Còn cá lau kiến dưới kia thì vẫn chưa chín. Do con cá lau kiến này nó ướt quá, nên mà muốn nướng cho ngon thì mình phải nướng cho thịt nó khô lại á, thì ăn nó mới đỡ tanh nha. Nên Sai cứ đặt trên bếp lửa để cho nó từ từ nó khô thôi. Giờ thì cũng đói rồi nên Sai với mấy đứa sẽ ăn ăn tôm trước cho mấy đứa. Dạ. Xíu ăn tôm xong mình xuống ăn cá lau kiến rồi vừa. Thôi giờ mỗi đứa bóc một con đi. Này, dạ. Này dảnh. Này. Đó, nè. Lấy con bự đi. Mấy đứa nhỏ ăn con bự đi cho mà lớn. Đó, Minh này, rồi Giang ăn con bự nè. Đó. Con nào bự là càng bự nè. Tâm là lấy con bự nè. Thấy được bốn con bự à? Coi cho dảnh bự nhất thôi ăn đi. Ở đây thì mấy con nhỏ sẽ ăn cái con nhỏ nhỏ thôi. Đây mà mọi người nha. Giờ thì lột cái vỏ ra đó. Lột cái vỏ ra đi. Tại vì Sang không có nước sạch để rửa lại, mọi người nên nướng như vậy nó sẽ hôi hôi mùi xịt. Đây là phần thịt của nó này. U chắc thịt ghê ta. Dạ. Toàn là thịt đó mọi người. Con này chắc thịt bự nhất luôn con em. Tôm ra xong nha mọi người. Con tôm bự á, chưa chắc thịt đã bự nha. Đây nè, dạ. Tôm của Dảnh bự nhưng mà thịt không bự bằng tôm của mình. Tôm mình dạ. Nhỏ nhưng mà rất là chắc thịt luôn. Thịt nó nhiều nè mọi người. Thôi giờ thì ngày hôm nay á, mấy anh em Sang cũng vất vả rồi nên giờ mình thưởng thức cái thành quả của mình nha mấy đứa. Dạ. Rồi, giờ chấm vô thôi. Chấm mưa hết nha. Lấy cái Sang không có mang theo chén nên cầm theo cái đây là cái vỏ của chim chép á. Mình làm mưa hết luôn. Thôi, ăn đi mấy đứa. Mời mọi người nha. Con mời mọi người nha. Rồi mình cắn đi. Ngon mình. Dạ ngon. Con mời cả mọi người nha. Hơi dài dài anh Sang. Coi Sang nhỏ quá. Nên Sang cắn một cái hết luôn. Tôm này ngon. Cái loại tôm này mọi người, thịt nó rất là ngọt. Nó dai là do mình nướng chưa chín hay sao ta? Dạ. Chín rồi chứ nhỉ? Chín rồi anh Sang. Nướng lâu gì mà. Cái thịt nó dai dai mọi người. Lột tiếp đi, cái đầu lát mình ăn sao. Đây mọi người ơi. Con tôm to chưa chắc là thịt nhiều nha, nhưng mà con tôm nhỏ thì thịt rất là nhiều luôn nè, đầy ắp thịt luôn. Nó không có bị thiếu thịt nha. Đặt phía trong luôn. Con chắc thịt luôn. Ừ, chắc thịt quá trời chắc thịt luôn nè. Nhưng mà nhỏ này anh nghĩ nó mới ngon nè. Thôi ăn đi, chấm đi mấy đứa. Dạ. Đây, Minh tôm to mà đâu có nhiều thịt bằng con tôm nhỏ của anh đâu. Hay mà mọi người nha. Con mời các cả mọi người. Đây, bỏ vô miệng nguyên con luôn nè. Có gạch luôn. Ngon thơm hả? Mấy cái đầu này có lẽ là xíu nữa Sang với mấy đứa nướng lại mới ăn được. Chưa chưa chín mấy. Dạ. Anh em Sang ra ngoài ruộng này mà chỉ có mười mấy con tôm thì ăn không đủ đã mọi người. Nên thôi dịp nào mình mò mò nhiều nhiều á, mình ăn cho đã ha. Dạ. Còn giờ thì quay qua đây tiếp tục ăn cá lau kiến nha. Cá lau kiến cũng chín rồi, ăn đi mấy đứa. Dạ. Đây là mấy con cá lau kiến mà Sang với mấy đứa mình mới chín xong. Gió hơi nhiều quá, do là trời sắp mưa nên tranh thủ ăn mọi người. Ôi, giờ lột đi mấy đứa. Dạ.
cho tủ ăn xong rồi Sang với mấy đứa có lẽ chạy về, chứ không là mưa nữa là lạnh lắm. Đây là một cá lau kiến này, nướng mình phải nướng cho nó khô cái phần thịt như vậy này thì ăn mới ngon nha. Còn nướng mà không khô á là một hồi ăn tanh lắm, tại vì Sang với mấy đứa không có mần. Cái này gọi là cá lau kiến nướng mỏi, cái phần này bỏ đi nha, chỉ có được một ít thịt thôi nên ít người ăn. Đây là một miếng thịt này, mời mọi người nha, phải ăn đi mấy đứa. Con mời mọi người nha. Mời mọi người nha. Ngon lắm mọi người. Thịt cá lau kiến ngon cực kỳ. Lúc trước thì Sang với mấy đứa hay ăn trứng cá lau kiến lắm, nhưng mà từ cái đợt người ta nói là ăn trứng cá lau kiến chết á nên Sang với mấy đứa cũng không dám ăn, không biết sự thật như thế nào. Nhưng mà trước đây thì Sang với mấy đứa có ăn rồi. Còn thịt cá lau kiến này thì nhiều người ăn mà. Thôi giờ mọi người cắn cái cục thịt này với Sang nha. Đây là cái cục thịt ngon nhất của cái con cá luôn á. Thịt nó là thơm giống như thịt gà. Ngon. Sang thử lột con. Ui, con to nhiều thịt lắm này nhỉ. Nó mập quá. Nó mập quá. Được mỗi con to ha, được nhiều nhiều con to như vậy ăn chắc đã lắm. Đây cục thịt nè mọi người. Lột ra hết nè. Đây. Mọi người thấy cái tảng thịt của cái con cá lau kiến to này không? Cắn thử miếng nha. Ngon. Nè, nè, thôi mình ăn đi. Đấy, cắn lột lột ra cắn hết đi. Đó, vừa mới ăn tôm, ăn cá lau kiến xong. Mấy con đó thì ăn cũng chắc chắc cái bụng rồi mọi người. Ngày hôm nay thì ra ngoài ruộng này đồ ăn thì Sang với mấy đứa kiếm cũng có phải không? Dạ. Không có lo thiếu đồ ăn mà còn trúng được một ổ tôm ăn rất là đã đó mọi người. Ở đây thì còn một con vịt nữa. Con vịt này thì Sang cho mấy đứa mang về nhà nuôi nha, để cho mấy mốt nó lớn lên. Còn bây giờ thì clip của Sang ngày hôm nay cũng khá dài rồi nên Sang có lẽ là sẽ tạm dừng clip tại đây. Nên nếu như mọi người thích những video này của Sang thì mọi người hãy cho Sang một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh ủng hộ cho Sang nha. Còn giờ thì mấy anh em Sang chào biệt tất cả mọi người nha. Bye, bye.